Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món ăn chay đơn giản nữa nha. Đó chính là chân gà chay ngâm xả tắc. Đây là chân gà được làm từ bột khoai sọ đó quý cô bác. Nhìn nó giống chân gà thật ghê ha. Và cách làm chân gà ngâm xả tắc cũng rất là đơn giản. Chỉ cần có chân gà chay nè, một ít xả, một vài quả tắc là chúng ta đã làm nên món ngon như thế này rồi. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản và chân gà này có bán ở các tiệm bán thực phẩm chay và tiệm nào cũng có bán hết và rất là rẻ nữa, 100 gram chỉ có 20.000 thôi. Chân gà ngâm xả tắc sau khi hoàn thành có màu vàng đẹp, ăn vào thì giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua và cay cay và đặc biệt là rất là thơm nữa. Quý cô bác đang xem video nếu thấy thích món chân gà chay ngâm xả tắc mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Đã có chân gà rồi, bây giờ em sẽ đi hái một ít xả và tắc nữa thì chúng ta vào bếp nấu món ăn thôi. Trồng cây xung quanh vườn, chỉ có xả là tốt nhất. Trời nắng như thế nào thì em thấy nó cũng tốt hết trơn á. Về để xả cho nó nở bụi to thì quý cô bác biết làm như thế nào không? Khi trồng xả thì quý cô bác chọn đất chỗ nào mà nó xốp và nó có độ ẩm nhiều. Và thường xuyên tách bỏ cái phần lá già, những cái lá chân nè, mình bỏ thì cái bụi xả nó sẽ nở rất là to. Giờ thì đi hái thêm một vài quả tắc nữa thì chúng ta vào bếp thôi. Trời nắng quá chèn, giấc này là mới có 8 giờ sáng thôi đó, mà trời nắng cỡ này luôn đó quý cô bác. Mới buổi sáng thôi mà trời nắng nóng muốn cháy da luôn á. Do trời nắng nóng quá, em thường xuyên hái mấy cái trái tắc này nè để làm nước đá uống. Vì vậy mà tắc nó không kịp ra trái luôn. Mấy cái bụi nha đam tốt ghê, bữa nào nấu chè nha đam mới được. Trời nắng nóng thế này mà ăn chè nha đam cũng rất là mát. Được bao nhiêu tắc rồi, thôi bây giờ chúng ta vào bếp nha. Đây là những nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Nguyên liệu thật là đơn giản phải không? Ở đây em có 150g chân gà chay. Chân gà chay sau khi quý cô bác mua về thì nhớ rửa cho thật sạch nha. Tiếp theo em có 2 quả ớt, 1 ít quả tắc và 2 tép xả. Và gia vị em sử dụng gồm có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê ớt bột và 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Và đương nhiên không thể nào thiếu đó chính là nước mắm chay rồi. Nguyên liệu chuẩn bị đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Đầu tiên thì em sẽ đi làm cái phần sốt. Em sẽ cho nước mắm vào trong một cái chảo nhỏ. Ở đây em sẽ sử dụng 3 muỗng canh nước mắm. Tiếp theo nữa là cho thêm gia vị vào, gồm đường, hạt nêm chay và ớt bột. Bây giờ em sẽ bắt cái hỗn hợp này lên bếp và nấu cho nó tan đường nha, cho cái phần nước này nó sánh đặc lại. Nước sốt đã sôi và phần đường nó đã tan hết rồi, em đã tắt bếp. Phần nước sốt bây giờ nó rất là sệt. Quý cô bác nhìn nè, cái độ sệt nó rất là ngon luôn. Như vậy mà đem trộn chân gà là ngon lắm luôn á. Phần xả này em sẽ đi cắt thành những khoanh nhỏ, quý cô bác có thể đập dập hoặc là cắt khúc như thế nào cũng được. Để chân gà trộn xả tắc được thơm ngon, trước khi làm thì quý cô bác cần mang chân gà đi luộc, luộc ở nước sôi khoảng 10 phút. Trong lúc luộc chân gà thì quý cô bác cho vào phần nước luộc một vài lá chanh, một vài lát gừng và một vài tép hành nha. Để cho chân gà thơm ngon hơn thì quý cô bác cho vào nước luộc một chút xíu hạt nêm chay. Sau khi mình luộc được 10 phút rồi thì quý cô bác vớt chân gà ra, đảm bảo là chân gà sẽ rất là thơm ngon luôn.
Phần sả em đã cắt xong rồi và bây giờ cho vào cái phần nước sốt này nha. Phần nước sốt cũng đang còn ấm ấm và em sẽ cho sả vào luôn. Trộn đều lên. Có sả vào nước sốt khá là thơm. Tiếp theo cho chân gà đã luộc qua nước sôi, cho vào đây. Và bây giờ em sẽ trộn đều lên luôn. Do nước sốt nó còn ấm ấm, trộn chân gà nó sẽ dễ thấm vào chân gà hơn. Cái mùi quá thơm luôn quý cô bác ơi. Và bây giờ em sẽ đi cắt ớt. Ớt này xem sẽ cắt thành những lát mỏng và cho vào chân gà luôn. Cho hết phần ớt vào đây. Ớt này nó không có cay nhiều đâu. Và bây giờ cắt tắc. Tắc này quý cô bác có thể loại bỏ hạt hoặc là để hạt cũng được. Thật ra mình trộn như thế này thì nó cũng không đắng lắm đâu. Vì mình trộn xong là mình sử dụng liền chứ mình không có để lâu. Nếu để lâu trong thời gian dài thì nó mới đắng. Sau khi cắt xong thì em sẽ cho hết cái phần tắc vào đây luôn. Wow, khá là hấp dẫn luôn á. Giờ thì bắt đầu trộn đều lên thôi. Cái mùi tắc này khá là thơm. Nếu cái này có thêm một vài lát gừng và một vài lá chanh nữa thì ngon biết mấy. Sau khi trộn xong thì quý cô bác để khoảng 30 phút cho chân gà ngấm với sả và tắc rồi mình mới cho ra đĩa nha. Và bây giờ chân gà đã thấm rồi, em sẽ cho chân gà ra đĩa đây. Màu sắc của chân gà nhìn khá là đẹp mắt. Nhìn mà đói bụng gì đâu, muốn ăn cơm liền luôn á. Đã hoàn thành món chân gà ngâm sả tắc rồi đó quý cô bác. Nhìn màu sắc rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn. Và mùi của nó cực kỳ thơm luôn. Chân gà ngâm sả tắc sau khi hoàn thành thì có màu vàng đẹp. Ăn vào thì giòn giòn, vị thì mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay. Và đặc biệt là rất là thơm. Món này quý cô bác có thể dùng để ăn chơi hoặc là ăn với cơm đều ngon. Do cái phần sốt trộn em đã làm vừa ăn rồi cho nên không cần thêm nước chấm gì nữa hết. Như vậy là chúng ta ăn thôi. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì vui lòng bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video ủng hộ em với nha. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!